có giống phây một đéo đâu. Vừa lấy né xong rồi bị cục đéo thì nó bốc lửa lên ấy, bốc lửa lên vào chân ấy. Còn tầm 3 hit nữa thì chúng ta sẽ được tỉnh táo. Đùa chọc trượt, có đánh chọc một phát rồi chém một phát nữa là xong. Mình lùi ra xa, phi giáo là con này chắc chắn sẽ nhảy. Con này mình mà phi giáo khoảng tầm 30% máu là nó chắc chắn sẽ nhảy. 10:30 không xong thì ngày mai đánh lại. Mỗi hôm vào chào nó khoảng tầm tiếng, mỗi hôm luyện tầm tiếng rồi sẽ có hôm con này nó phải chết. Về một giáo à. Ôi đi rồi, mày quá thêm trùng. Tưởng ở đấy xa cơ. Đây đây, phát này phi giáo khả năng nó bay này. Khả năng thôi. Lên rồi. Chết cha rồi. Lên rồi, đúng rồi. Về, giữ khoảng cách nha. Mình vào chém nó khoảng tầm 3 hit, mình lại phi giáo tiếp. Còn lỡ nó mà xuất chiêu sớm hơn thì bó tay. Được rồi đấy. Giờ lùi rồi. Nó đéo cho lùi rồi. Từ từ. Khoan. Dừng khoảng chừng là 5 giây. Lên rồi. Lên rồi à. Trời ơi. Góc này. Ok, góc này vẫn né được. Ok. Ai? Thế bẩn vậy bạn. Chơi bẩn vậy bạn.
Cố lên. Rồi đến được với cả phase 2 rồi. Nó thành kiểu game khác hay sao ấy. Hình ảnh nhìn khác đéo chịu được. Mẹ em đánh game đã khó, đang đánh kiểu game quen tay, tự nhiên bắt đánh kiểu khác gì vậy. Nhân vật nhìn khác đéo chịu được ấy. Malenia nhìn cũng khác. Thành game đối kháng, ok. No damn. Tôi giết được Malaria no damn rồi. DLC Elden Ring. Quá chấp. Ôi rồi, ôi luôn là giờ có quay lại luôn. You win.